hơn. Hôm nay Hiệp hội Ngân hàng phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDC Việt Nam tổ chức buổi hội thảo với chuyên đề sự khác biệt hóa dịch vụ ngân hàng thông qua đổi mới kênh phân phối và tối ưu hóa hoạt động. Sự có mặt của các quý vị đại biểu góp phần cho sự thành công của hội thảo. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm cho tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế chậm lại, thu nhập giảm sút, thất nghiệp gia tăng. Theo đó, cuộc chiến về thị phần giữa các ngân hàng thương mại ngày càng trở nên khốc liệt, đòi hỏi các ngân hàng thương mại phải không ngừng đổi mới kênh phân phối và tối ưu hóa hoạt động, tạo sự khác biệt về hàng hóa dịch vụ để có thể đứng vững trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Vấn đề cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và càng trở nên cấp thiết hơn khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực. Thực tế cho thấy, cùng với quá trình tái cơ cấu phải tạo bước đột phá để phát triển nhanh chóng nhằm giữ vững và từng bước mở rộng thị phần trên cơ sở xác định rõ chiến lược phát triển, quản trị rủi ro, tận dụng các cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Các ngân hàng chỉ thành công khi tạo ra được sự khác biệt về sản phẩm dịch vụ trên cơ sở đổi mới kênh phân phối và tối ưu hóa hoạt động ngân hàng. Theo đó, các ngân hàng thương mại phải tập trung đa dạng hóa các sản phẩm và loại hình dịch vụ mới. Sản phẩm dịch vụ phải đa dạng, tiện ích và có hàm lượng công nghệ cao. Việc hiện đại hóa công nghệ phải đảm bảo hội nhập với các ngân hàng trên thế giới và khu vực trong mọi lĩnh vực. Qua hai lần tổ chức diễn đàn ngân hàng Đông Nam Á đã thành công trong việc tạo ra cầu nối giữa các tổ chức tín dụng và các tập đoàn công nghệ trong khu vực Đông Nam Á. Thông qua diễn đàn, các ngân hàng đã và đang tìm được những giải pháp mới và tiên tiến góp phần tích cực vào kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động bán lẻ của mình. Diễn đàn ngân hàng Đông Nam Á lần này hứa hẹn sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, kết nối lãnh đạo và đại diện từ các ngân hàng tại Việt Nam và khu vực, cùng thảo luận với các chuyên gia nhằm tìm ra những hướng đi mới trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Hy vọng các thông tin được chia sẻ, thảo luận trong diễn đàn này sẽ thực sự hữu ích đối với các ngân hàng và góp phần đổi mới kênh phân phối tối ưu hóa hoạt động của các ngân hàng, đưa đến hiệu quả và tăng lợi nhuận trong kinh doanh. Xin cảm ơn sự tham gia đông đủ của đại diện lãnh đạo và các quý vị đại biểu của các ngân hàng nhà nước, các ngân hàng thương mại, các diễn giả, các chuyên gia tài chính ngân hàng, các đơn vị công nghệ thông tin và cơ quan truyền thông. Xin thay mặt Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, xin chúc các quý vị đại biểu, các vị khách quý, sức khỏe, hạnh phúc. Chúc diễn đàn Đông Nam Á 2013 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.